Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm món hạt dẻ rang nha. Cực kỳ thơm ngon. Đây, như các bạn đã thấy, những hạt dẻ này là mình đã tuyển chọn xong. Hạt rất là to. Đây, rất là ngon. Mình đã rửa rồi nè. Và mình sẽ cho vào son. Đem đi luộc. Luộc khi nó sôi mình sẽ đun thêm 20 phút nữa nha các bạn. Các bạn hãy cùng mình vào bếp nha. Đây, trong thời gian chờ đợi luộc hạt dẻ, mình đã làm xong một chảo cá kho nha các bạn. Cái này sau khi mình đã luộc xong, mình đã chắc ra cho nó ráo nước. Và bây giờ mình sẽ dùng kéo để mà tạo cái kẽ trên đây nè, để cái mình rang mình dễ lột hơn. Đó, mình sẽ tạo như vậy. Luộc xong luộc gì ăn cũng được nha mọi người. Luộc gì ăn rất là ngon. Bữa này tại mình muốn rang nên mình sẽ tạo thành cái khía trên hạt dẻ nè. Giờ mình sẽ rang. Đây, giờ mình đã cắt xong rồi các bạn. Một dĩa này là 90.000 đó. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu rang nha. Sẽ rang bằng muối hạt nha. Cho bao nhiêu đây. Mình sẽ bật lửa lên và rang thôi. Mình rang lửa nhỏ thôi. Lưỡi vừa thôi. Wow, đã bụng chưa? Đây. Mình rang thì để thêm một tí muối như vậy á, nó sẽ thấm hơn mặn mặn vào trong hạt dẻ, ăn rất là ngon. Các bạn cứ rang đảo đều như vậy đi cho đến khi á hạt muối chuyển sang màu vàng là hạt dẻ của mình đã chín đó các bạn. Dẻ to quá, trông rất là ngon. Cứ đảo đều cái muối vàng là hạt dẻ chín. Và bây giờ mình đã rang xong rồi nè cả nhà. Lúc mà còn tươi là 90, còn bây giờ là 120. Đây mình sẽ bóc vỏ cho cả nhà xem nha. Đấy. Khi mà luộc rang nó chín là mình bóc vỏ rất là dễ. Bùi, ngon ngon lắm. Đây, cho anh camera một quả trước nha. Cảm ơn em xã. Dạ, bây giờ là đến của mình nha. Hạt dẻ này bà chị giùm lựa cho mình rất là ngon luôn. No tròn. Đây, bên trong này các bạn thấy, có thấy không? Ngọt ngon lắm. Rất là dễ làm. Nó vừa thơm mà nó hơi bùi. Rất là dễ làm nha cả nhà.
nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy nhấn like và đăng ký giúp mình nha, để xem những video sau nha. Rồi, tạm biệt các bạn nha.